Theo tin tức từ báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, ước tính tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%. Ước tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội. Chính phủ giao và tỷ lệ hộ nghèo trên 74 huyện nghèo giảm từ 4 đến 5%. Dự kiến cuối năm 2023 có thêm 9 xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, gồm xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xã Hải An và Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, xã Phong Chương, Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Phú Gia, Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.